gặp lại các bạn. Mình trong hành trình kinh doanh của mình á, trong hành trình chia sẻ của mình thì mình gặp khá nhiều về những cái câu hỏi là em có nên giảm giá để em bán hay không, hoặc là các bạn đi ra ngoài đường các bạn thấy không ạ, rất nhiều người chiến lược kinh doanh theo cái cách giảm giá. Hôm nay mình cũng nói sơ về cái ý chỗ này một chút xíu. Khi mà chúng ta kinh doanh giảm giá các bạn, khi chúng ta kinh doanh giảm giá thì thực sự á, thì chúng ta không cần học hành gì, chúng ta vẫn làm được theo cái cách này mà. Chúng ta chả cần học gì cũng làm theo được cái cách này mà. Nếu một người mà đã học hành ra trường, mang tiếng là học hết 12, mang tiếng là học hết đại học, học hết cao đẳng, rồi đi làm cho công ty nước ngoài bao nhiêu năm, công ty trong nước bao nhiêu năm, rồi ra đi làm kinh doanh là giảm giá bán, thì thực sự bạn không cần cái trình độ đó. Người khác vẫn làm được như bạn, mà một cái người mà họ không học ngày nào, học qua trình độ lớp 5, họ bán ngoài chợ cái họ cũng biết giảm giá để bán mà. Nên cái cách mà giảm giá bán là cái cách mà không cần phải có trình độ, không cần phải học hành nhiều. Một người họ đứng ngoài đường kia, họ chả có trình độ ngày nào họ cũng giảm giá được mà. Cái cách giảm giá là cái cách thể hiện là thể hiện cho người không có năng lực yếu. Năng lực gì? Năng lực bán hàng á, khả năng bán hàng yếu, khả năng cạnh tranh yếu. Thì mới làm theo cái cách đó. Và nhiều người ra kinh doanh, cái chiến lược kinh doanh của họ là kinh doanh là ráng cố gắng bán giá rẻ hơn người khác. Mà khi chúng ta bán giá rẻ hơn người khác thì nó dẫn đến cái gì ạ? Nó dẫn đến là giá bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy, nó cũng có cái giá làm ra cái sản phẩm đó rồi, hoặc là giá vốn bạn làm ra, hoặc giá vốn bạn đi lấy của ai đó, cộng với cái chi phí marketing, chi phí mặt bằng, chi phí bán hàng, rồi nó mới lên tới cái giá bán, rồi bạn cộng thêm cái lợi nhuận là cái giá bạn bán cho khách hàng. Vậy bạn giảm gì? Chúng ta chỉ giảm giá, tức là chúng ta giảm gì? Giảm cái phần lợi nhuận của chúng ta, chứ chúng ta giảm mấy cái là chúng ta lỗ ngay. Nhưng mà lợi nhuận thì phần lớn đâu có ai mà về cộng lợi nhuận nhiều đâu. Chúng ta lợi nhuận cùng lắm 20%, 30%, người nào ok là 50%. Mình nghĩ hiếm người cộng lợi nhuận 50% đó, cộng lợi nhuận 15%, 20%, 30%. Mà khi chúng ta giảm giá, tức là chúng ta ăn màu vàng cái gì? Chúng ta ăn màu vào cái lợi nhuận. Mà lợi nhuận là gì? Đó chính là cái tiền gì? Cái tiền bồi đắp cho cái sức khỏe của bạn, cái tiền để bạn trang trải cho cuộc sống, cái tiền mà nó làm cho bạn có dư dả để bạn có năng lượng. Ok chưa? Nó có cái tiền mà sau một ngày làm việc, buổi tối bạn đi relax rồi đó, những cái đó nó làm cho bạn có năng lượng. Mà bạn giảm giá, nghĩa là bạn giảm gì? Bạn giảm toàn bộ những cái đó hết, thì cái đó là cái cuộc kinh doanh nó đi vào bế tắc. Nên là hôm nay mình mới nói với các bạn cái bài này, cái chiến lược cố gắng bán giảm giá hơn người khác đó là chiến lược hoàn toàn không có tốt. Các bạn đang kinh doanh, các bạn phải ý thức ra được cái việc đó. Cách đây mấy ngày, ngay cái ngày tới Tây, mình có đi xuống Bến Tre và Tiền Giang, những bạn ở dưới đó rất là chịu khó lên Sài Gòn học cái chương trình kinh doanh của mình. Và vừa rồi các bạn mời mình xuống đó, và mình xuống và mình ghé bên Tiền Giang, mình gặp anh Sơn. Anh Sơn là anh kinh doanh gạo đã mười mấy năm rồi, và hiện tại thì anh rất là thành công. Và anh mới chia sẻ rằng là rất là nhiều đại lý, những cái cửa hàng bán gạo ở Tiền Giang, thậm chí qua cả Bến Tre luôn, là những cái người trước đây làm việc với ảnh, gọi là đệ của ảnh đó, mà cũng phần lớn thì ở trong gia đình thôi, bà con anh em vào trong gia đình, họ ngoài quê vào, họ làm cho ảnh vài năm, bắt đầu họ có kinh nghiệm, bắt đầu họ ra họ mở. Và ảnh kêu bây giờ tới cái thế hệ F3, F4, tức là đời con cháu nó ra nó mở và tụi nó tự cạnh tranh với nhau bằng cách như thế nào ạ? Cái đứa thì mở ở, đứa A mở ở bên này đường, thì đứa B nó qua bên đối diện bên đường nó mở. Đứa A ra chiến lược khuyến mãi là mua 10kg tặng 1kg, thì đứa B bên này nó ra chiến lược là mua 10kg tặng 2kg. Thằng này thấy vậy thì bên này là mua 10kg tặng 3kg, các bạn thấy không? Và cái chiến lược nó cứ đeo đuổi vậy. Và nó nói không được tụi nó.
và anh nói kinh doanh cái kiểu đó là nhưng cuối cùng là đi vào con đường bế tắc thôi, vì chúng ta không thể kinh doanh được theo cái đó. Cái bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì mình ở đây mình muốn chia sẻ bạn cái tư duy như thế nào. Chúng ta bán cố gắng cao hơn người khác dù chỉ một đồng thôi thì nó đòi hỏi chúng ta cần phải có nỗ lực thuyết phục lên rất là nhiều. Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta càng bán giá cao hơn người khác một chút xíu thôi là chúng ta đang luyện gì? Luyện cái khả năng cạnh tranh, cái năng lực bán hàng của chúng ta. Bởi vì chúng ta phải chứng minh cho người mua hàng thấy rằng điều gì mà ta có thể bán cao hơn người khác. Và nó đi liền hàng loạt những cái việc đó đó. Nó đi liền hàng loạt những cái việc đó là cái gì ạ? Là cái mà nó làm cho chúng ta nó như thế nào ạ? Cái con người của chúng ta nó phát triển ra. Và cái công ty chúng ta quyết định bán giá cao hơn đối thủ cạnh tranh bên cạnh của chúng ta, nghĩa là toàn bộ cái đội ngũ công ty nó phải nỗ lực nhiều hơn, nó phải sáng tạo nhiều hơn. Các bạn thấy ý nghĩa không? Nó rất là ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần bán giá cao hơn một chút xíu thôi là chính chúng ta cũng phải phát triển theo. Bởi vì chúng ta phải suy nghĩ cách, chúng ta phải tìm cách để cho thuyết phục các đàn. Chúng ta phải chứng minh ra được là sản phẩm chúng ta chất lượng hơn, hàng hóa chúng ta chất lượng hơn, thì cách làm việc của chúng ta nó tuyệt vời hơn. Và nó kéo theo đó, chúng ta có thu nhập cao hơn một chút xíu, nó kéo theo đó mọi năng lực của chúng ta nó đi lên hết. Chúng ta chỉ bán giá thấp hơn đối thủ dù chỉ một đồng, thậm chí dù chỉ là 5 xu thôi, chúng ta đã góp phần gì ạ? Góp phần làm năng lực cạnh tranh của chúng ta nó giảm đi. Bạn dùng ra điều này chưa? Làm cái lợi nhuận chúng ta nó giảm đi, góp phần làm gì? Góp phần làm cho công ty chúng ta nó không sáng tạo ra. Góp phần là gì ạ? Góp phần đưa công ty chúng ta vào cái thế bế tắc. Bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì chúng ta phải như thế nào ạ? Thay vì ngược lại cố gắng bán giá rẻ hơn thì ngược lại chúng ta ráng cố gắng gì ạ? Bảo vệ được cái gì ạ? Được cái chất lượng, cái dịch vụ. Bởi vì cái con đường bán giá rẻ đây là không phải là con đường kinh doanh lâu dài. Mà là gì ạ? Mà nó chúng ta cần phải duy trì một cái chiến lược bán giá mỗi ngày mỗi tốt hơn, và tập trung vào luyện đội ngũ chúng ta bán hàng giỏi hơn, uy tín hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn. Và giúp cho khách hàng đặt cái niềm tin trọn vẹn vào cái công ty chúng ta bởi những cái kỹ năng bán hàng của chúng ta, bởi cái tư duy và tầm nhìn chiến lược của chúng ta. Bởi vì kinh doanh ngoài cái việc bán được hàng, chúng ta còn phải luyện cho đội ngũ nó phát triển nữa. Chúng ta tập trung vào cái việc giúp cho khách hàng trải nghiệm cái sản phẩm đó, giúp cho, tức là ở đây mình muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp rằng là chúng ta bán hàng đúng giá với cái giá trị thực của sản phẩm đó thì đó mới là người biết kinh doanh. Còn nếu mà chúng ta bán hàng phải giảm giá chúng ta mới bán hàng được thì đó không phải là người kinh doanh, đó là người bán buôn, bán bằng mọi giá. Chúng ta làm cho khách hàng hiểu được rằng cái sản phẩm của chúng ta, cái giá thành sản xuất, chi phí phân phối cộng lợi nhuận, và đây là cái giá mà giá trị thật mà khách hàng cần phải mua để trải nghiệm, và giúp cho khách hàng trải nghiệm, khách hàng nhận ra cái sản phẩm nó mang cái giá trị thật nó tuyệt vời nó như thế nào, chứ không phải là chiến lược giảm giá để mà bán. Các bạn nhận ra cái tư duy không ạ? Và đó nó mới luyện cái năng lực kinh doanh của bạn nó càng ngày càng giỏi hơn. Nếu bạn muốn đi suốt cuộc đời này với con đường làm kinh doanh thì bạn cần phải có cái tư duy này. Còn nếu mà bạn vẫn cứ tư duy tìm cách gì đó giảm giá bán rẻ hơn người khác thì có lẽ cái cuộc chơi kinh doanh một lúc chính các bạn phải tự kết thúc nó. Bởi vì thị trường sẽ đào thải những con người đó. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều khi buổi sáng hôm nay bạn nghe mình cái chia sẻ này. Mình muốn nói một cái tư duy mà nhiều bạn hay hỏi mình thôi, để mình phân tích ra
ở một cái góc nhìn trong kinh doanh mà chúng ta cần phải cảm nhận được. Hãy bán hàng, hãy tìm mọi cách nâng cao năng lực bán hàng của mình để giúp cho khách hàng cảm nhận ra được cái giá này họ bỏ ra chính là cái giá trị thật của cái sản phẩm rất là tuyệt vời này. À, có một lần mình đi mua một cái máy in, các bạn có một lần mình đi mua một máy in, cái cách này nó lâu rồi, thời đó cái máy in nó có 90 đô, cái máy in cũng vừa phải, nó 90 đô, cái thời đó giá đó là dễ để giá đô, hình như cũng cả gần 10 năm gì rồi, nhớ là thời đó là 90 đô, thì cái cửa hàng ở bên này họ để là 91 đô, chính xác là 91 đô. Còn cái cửa hàng bên kia họ để là 97 đô, cùng một cái in, cùng nhãn hiệu đó, cùng cái mã series luôn. Nhưng mà mình quyết định mình mua bên 97 đô, bởi vì cái anh bán hàng đó anh rất là tuyệt vời, anh có những câu thuyết phục vô cùng hay. Còn ở bên 91 đô thì họ bán hàng họ chả quan tâm, họ chả tư vấn, họ chả nói gì hết. Nên là thì cuối cùng cái bên 97 đô nó giúp cho mình rất là an tâm, bởi vì họ rất là chuyên gia, họ rất là am hiểu về lĩnh vực đó. Và chắc chắn trong cuộc sống bạn luôn chứng kiến cái điều này. Và dĩ nhiên một người mà họ bán được 97 đô họ rất là tự tin, họ có khả năng thuyết phục. Mà hai cái quán nó đối diện bên đường thôi, hai cái cửa hàng nó đối diện bên đường thôi, thậm chí bên 91 đô họ là một cái trung tâm điện máy nó rất là lớn, còn bên 97 đô họ là một cái cửa hàng chuyên bán chuyên về cái máy in đó thôi. Mình kể cái câu chuyện đó để các bạn có một cái tư duy mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúng ta sẽ gặp các bạn vào những đoạn video khác.